Anh em chúng em đang có mặt tại nhà anh Duy tại phường Giang Viên, Long Biên, Hà Nội, lắp đặt cho anh một bộ dàn karaoke. Hàng đã được chuyển vào thang máy và bây giờ anh em sẽ lên để triển khai và lắp đặt cho anh. Tất cả hàng đã được chuyển lên rồi, loa đã được, mic đã được chuyển lên. Đây là một con 7X22 và một chiếc S12, cùng đó là một đôi chân gỗ. We'll be right back.
nơi gian bước đi bồi hồi, anh ta cùng chung đôi. Ôi những kỷ niệm anh bên nhau, nay chỉ còn nợ niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra hận sâu, sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời chưa thiết bao hết những ước mơ. Để tuôn vốn nhỏ em dài dần dần nhớ. Cuộc đời từ đây u buồn ngang trái, để mình anh đắng cay. Em biết chắc em nói rằng trọn đời yêu anh. Màu câu mình tương đến khi bạc đồng, bây giờ trả lại chẳng sao. Lắc phòng đêm 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 Ôi những kỷ niệm này bên nhau, nay chỉ còn nợ niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra hận sâu, sao dịu êm hóa ra nhẹ nhàng, sao cuộc đời tựa chiêm bao hết những ước mơ. Để tuôn khói nhỏ đêm dài dần dần nhớ. Cuộc đời từ đây u buồn làm trái, để mình em đắp cay. Em biết chắc em nói rằng trọn đời yêu anh. Bây giờ trả lại chẳng sao. Câu mình thương đến khi nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đồng. Bây giờ trả lại chẳng sao. Lần năm sau nhắc đến em, anh cảm thấy buồn. Cứ đêm mới đêm đêm dài, tình nhân nhân em tươi khó hay. Muốn đến thăm em sao lòng vẫn ngại, cứ đóng phép tại tâm sự với ai. Em mới có hiểu lòng anh, có nghe chưa nói rất thành. Cho nơi đâu vui, chỉ là cố duy mà thôi. Alo, 1 2 người xem
giờ thì người đã mặc áo hoa bên ai rồi, vẫn là chiếc áo người đón đưa tôi ngày nào, áo còn chưa thay mà cố nhân đã thay lòng, lòng người sắp sơ. Tất nhiên âm thanh mình bằng để mình là thôi thì tiền nào bổ đấy thì mình làm đấy. Mình nghe thấy là cũng ok rồi, nhưng mà quan trọng nữa là anh xe ấy thì cố gắng thì, thứ nhất là bảo hành hay có vấn đề thì nhờ anh ấy, được anh cho anh em đến thôi. Cái đấy thì đơn giản thôi. Và mình ở đây nghe đây mấy kia thì bây giờ anh dùng như này thì em cài đặt em lưu hết ở bên trong rồi. Vâng. Sau anh bấm chuyển chế độ các thứ mọi thứ anh dùng thôi. Vâng. Không vâng. Phải can thiệp gì vào bên trong nữa. Vâng, vâng. Có cái vấn đề gì thì alo cho em. Vâng. Bố trí anh em vào. Nếu mà bây giờ dùng chỉ có tắt mở bình thường thôi thì anh đúng không? Cứ thế là thế bây giờ em nghe nhạc em, và hướng dẫn anh dùng mình hát thì nhạc anh ạ. Đúng rồi, gọn gàng, thanh thoát nhẹ nhàng. Vậy em treo mà treo. To của em thấy hơi sợ. Thứ nhất nhìn nó hơi cồng kềnh mà nó hiểm, tất nhiên để trên cao thì nó gọn đấy. Mà như âm thanh để cao thì tất nhiên là sẽ nghe hay là sẽ ngay hơn một chút nữa. Nhưng mà thôi mình nghe thấy hơi sợ. Nghe hơi sợ. Vừa chưa lắm. Vâng, gọn gàng nó mượt mà hơn anh ạ. Vâng. Trong quá trình sử dụng thì có gì thì cứ alo nhé cho em. Vâng vâng, ok anh. Anh lưu số của em, được cái số 162 số gọi. Có vấn đề gì thì em sẽ gửi anh em vào. Vâng, anh tên gì anh? Em là Hùng. Vì chung là âm thanh nhé, Hoàng Long nhé. Vâng.